Mới đây, tạp chí du lịch nổi tiếng Travel and Leisure đã lựa chọn danh sách những điểm đến trong mơ dành cho du khách. Việt Nam được đánh giá là nơi nghỉ dưỡng nhiệt đới lý tưởng, đã đánh cắp trái tim của những biên tập viên Travel and Leisure. Trong đó, Quảng Bình được Travel and Leisure ca ngợi là một địa phương xinh đẹp của Việt Nam, nơi du khách sẽ lạc vào vô vàn các hang động, sông và suối. Cùng với đó, những ngọn núi đồ sộ, hệ thống động thực vật đa dạng, xanh tươi khiến cho Quảng Bình tựa chốn thiên đường. Hứa hẹn là một địa điểm trốn thoát để đến với thiên nhiên nguyên sơ, yên bình. Đặc biệt khi dừng chân tại Đồng Hới, thành phố trung tâm của tỉnh, du khách sẽ thấy cách người dân địa phương đón nhận và hòa mình cùng với thiên nhiên. Một trong những minh chứng cho điều đó thể hiện qua các món ăn bản địa đặc trưng như cháo canh cá lóc, miến lươn, bánh bèo. Là thiên đường của những hang động, Quảng Bình càng trở nên đặc biệt hơn khi sở hữu vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Qua những cung đường quanh co, những dòng sông huyền thoại, du khách sẽ tìm thấy những hang động khổng lồ, kỳ bí, ẩn mình giữa rừng rậm, giữa thiên nhiên nguyên sơ, hùng vĩ. Sự ghi nhận của tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel and Leisure tiếp tục khẳng định vị thế của Quảng Bình là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.